hôm bữa tới bây giờ có duyên với mấy anh em Đắk Lắk cực kỳ luôn nha. Đây bữa nay hôm anh mình đi xe máy luôn mới nãy đó chứ. Anh mình ở hai nó quyện nào xuống? Dạ Carabong. Rongbong hả? Dạ. Rongbong đi xe máy xuống đây nhiêu tiếng ta? À 11 tiếng. Đi hơi bị ghê luôn, đi chiếc Sonic Winner vậy đó. Sa-chia. Sa-chia hả? Sa-chia. Đi xuống tới đây luôn bằng xe máy luôn mới nãy đó chứ. Đi từ mấy giờ hôm qua anh? Hôm qua là 2 giờ qua. À 12 giờ trưa hả? Dạ dạ. 2 giờ trưa đi tới đây là 11 giờ trên đường Giá Nghĩa mấy quận? Dạ nghĩ ba quận không? 2 giờ trưa là tới bên tới Đồng Nai. Bình Dương là Bình Dương hả? Bình Dương. À phút đó ha. Nay vô lựa con mới đầu tính kiếm máy tầm rẻ ha. 250-260 mà vô quốc con mất tiền luôn. 2018. Đây xe 2018 hay quá, hai anh chọn nè. Con này anh cảm thấy ý chưa? Dạ. Ok chưa? Ok rồi. Dạ vâng. Thì cái máy cũ thì có cái nào còn sơ sót lại thì em chạy ra em bảo dưỡng cho anh ha. Dạ. Như bồn lúa xe này còn rất là thẳng luôn nè. Bồn lúa xe này thẳng băng à. Đây nó nổ nhẹ nhẹ nè. Mấy cái mục mà chấm gì á. Nhưng mà bồn lúa còn rất là thẳng nè. Rồi còn vách thùng sau đây anh em có thể nhìn thấy nè. Chưa cong chưa xệ nha. Nói chung là chưa hở. Hai vỏ khoang zin vẫn còn đầy đủ. Động cơ đời 2018 nha. Con này là 2018 luôn. Động cơ đây chuẩn chỉ ha, không lỗi cho anh em bao test thở thoải mái. BG đó nè, không? Đó, BG 2018. Ha, chì ga vẫn còn nè. Chì ga vẫn còn nè. Rồi chân cản sắc xi con này đây. Này, lăn thì chủ cũ thay vú lớn hết trơn rồi. Ha, lăn chủ cũ thay vú lớn nha. Chân sườn sắc xi còn khá chuẩn nè. Chết hầm sau đây. Đó, chết hầm sau. Đồ con này khá chuẩn chỉ. Cái bông này nè, có gì ra em cho thợ nó xử lý lại cho ha. Cái bông này nó bị, anh biết bị không, cái ti này nó thụt lên á. Cái ti này nè. Cho nên là nó bị mớp quá trời nè. Này cho để cho thợ xử lý lại cái này cho. Xe này chưa lót băng tải luôn nha. Băng tải xe này chưa lót luôn. Đó. Mùi chưa luôn, chỉ mới có lót hàn thôi. Còn bên dàn thùng của em nó bên này nè, bà con có thể nhìn thấy ha. Nó thẳng băng từ trên xuống dưới luôn nè. Này blue rồi nha. Đời 2018 đời Blue rồi, cộng 104 khá đẹp, 66 nó bị găng rồi nè. Như cộng 66 là anh thay rồi nè. Cộng này nó bị găng, nó hư rồi. Còn cộng 104 này đẹp nè, là để lại nè. Số má thì bên em sẽ kiểm tra lại cho anh hết toàn bộ. Đó. Chân sườn sắc xi đây. Ok, nay cảm ơn hai ông anh từ đường xá xa xôi xuống hộ nha. Rồi chúc hai anh về làm phát tài. Hay cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Yeah.